Sẽ đưa thẳng Minh U đến Mỹ, sẽ không có ai biết quá khứ của mình. Ố, là mẹ rồi. Tôi nghe, anh nói sao? Họ không đến sân bay hả? Em đã thấy hết rồi. Camera giám sát đã ghi lại tất cả những chuyện đó. Tôi không biết. Chị nói như vậy nghĩa là sao hả? Cô muốn loại bỏ đứa con của Đức ruột đẻ ra hay sao? Đồng hồ của mình, mình sẽ gọi điện cho mẹ đến đây với mình thật là nhanh. Thuê bao quý khách chịu gọi thì không liên lạc được.